Chào mừng anh em đã đến với Sun Sale và đánh giá. Mình là Đại Công Nghệ. Trên tay của mình đang là chiếc điện thoại Realme Q3S anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ test game hiệu năng trên chiếc điện thoại này nhá, từ game nhẹ đến game nặng luôn. Mình show cho anh em về cái phiên bản Realme UI 3.0 này. Cái bản này sẽ là cái bản cập nhật ngay khi mà từ Android 11 đến Android 12 anh em nhá. Điện thoại này thì vẫn đang là ROM gốc thôi. Và bộ nhớ trong 128GB. Bộ xử lý là Qualcomm Snapdragon 778G. Ở đây anh em sẽ có RAM 8GB nhá. Và cái phiên bản số bản dựng của nó là RMX3461-12C03 anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đến với Liên Quân Mobile nhá. Mình sẽ show qua cho anh em về cái cấu hình mình chơi trong Liên Quân Mobile nhá. Đây, cấu hình mình sẽ để lên là độ phân giải HD này. Chất lượng hình ảnh thì mình sẽ để lên là HD luôn nhá. FPS mình sẽ để lên cao này. Và màn hình của con này là màn hình IPS LCD anh em nhá, 144Hz. Độ sáng mình đang để ở mức 60 và lượng pin còn lại là 63% anh em nhé. Mình sẽ chơi trên kết nối Wi-Fi. Đây là cái phần cài đặt hiệu năng nó, mình đã đẩy lên cái chế độ gông thủ anh em nhé. Vì điện thoại của mình đang không kết nối được với BirdDog qua Wi-Fi ấy, thì mình sẽ kết nối bằng cáp anh em nhé. Và một chút nữa nếu mà chiếc điện thoại lag quá thì mình sẽ gắn sò cho em nó anh em nhé. Máy tính với điện thoại mình đang bị lỗi sao? Không đo FPS được kiểu qua cáp luôn. Anh em chịu khó nhìn FPS trên màn hình nhá. Với Liên Quân thì mình nghĩ là nó cũng không quan trọng lắm đâu, bởi vì FPS của nó thì chắc chắn sẽ thẳng tắp thôi. Điện thoại hiện tại thì mình cảm thấy là rất là mát thôi anh em ạ. Con chip này thì nó tối ưu rất tốt. Trong clip này thì chủ yếu là test về PUBG này, Genshin Impact cũng như là Tower Fantasy thôi, chứ cái trò còn với Liên Quân thì mình chắc chắn là nó cũng không thể làm khó được cái điện thoại này đâu. Ok, win rồi anh em nhé. Sau 6 phút với Liên Quân Mobile thì điện thoại còn 61% anh em nhé. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đến với PUBG Mobile. Về đồ họa này anh em có thể cài đặt là mượt và cực độ nhé. Còn nếu để HDR thì anh em chỉ có cực cao thôi. Nghĩa là chúng ta sẽ chơi mượt 60fps nhé. Nhiều màu và khử răng cưa 2X. Anh em hiện tại thì có thể quan sát FPS trên màn hình ngay anh em nhé. Và GPU cũng như CPU của nó chạy vẫn rất là ít. GPU chỉ 25%, CPU là 38% anh em nhé. Ôi đây có người này. Đây có người chạy ra này. Bắn thường mà anh em ơi. Bắn thường mà. Đây có người chạy ra này, mình phải chạy vào đây. FPS vẫn đang rất ổn anh em nhé. 59, 57 này, vừa xong thì có drop một chút. Cái FPS thì nó gần như một sợi chỉ luôn anh em ạ. Mượt thôi rồi. Trong cái tầm giá thì con Q5 chắc chắn sẽ không làm được như thế này đâu anh em nhé. Chỉ đáng tiếc là với những cái con chip, chạy chip Snapdragon 855 thì anh em sẽ mở khóa được cái mốc là HDR cực độ, còn con này thì không. Nhưng đánh đổi lại là chiếc điện thoại này rất mát anh em nhé. À, có người. Ok, bây giờ máy nhiệt độ pin cũng chỉ lên đến 33 độ C thôi, thì mình dự đoán là nó chơi tiếp nó cũng sẽ ổn thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiết kiệm thời gian, mình chuyển sang cái trò gọi là trò Tower Fantasy anh em nhé. Sau 15 phút chơi PUBG và mình đã cắm cả cáp vào để đo FPS thì dung lượng pin vẫn còn 61% anh em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái game rất lặng hiện nay gọi là Tower Fantasy, hot nhất trong mấy ngày nay luôn anh em ạ, mới ra mắt mà. Trò này có một nhược điểm là đôi khi chúng ta sẽ không đăng nhập được anh em nhé. Ví dụ server đâm quá ấy, thì nó sẽ bắt mình chờ đâu đó là khoảng tầm 1 tiếng. Mức setting mà mình đang để của nó là HD và 60fps. Mình sẽ bật cả cái trạng thái hệ thống lên này. Anh em có thể thấy là FPS đang ở trên màn hình là 57, 59 này. Bật lên 90 thì chúng ta sẽ không có 90 được anh em nhá. Có thể là máy này không hỗ trợ. Mình sẽ thử đổi xuống là file HD 60fps. Đây, có vẻ gật hơn rồi. Mình sẽ tiến hành đo FPS luôn với cái cấu hình này anh em nhá. FPS của chúng ta hiện tại khi mà nói chuyện thì vẫn đang được 59, 60 này. Mình sẽ chạy ra kia đánh quái xem thế nào.
Và xong chuyển cảnh thì có vẻ nó xuống 4x thôi. Em có thể thấy khi chạy vẫn được 59 fps này, GPU của nó làm việc lên đến là 90% luôn. Và mình sâu qua đồ họa này cũng khá là được đấy anh em ạ, nhìn khá được đấy, nhìn nhân vật này. FPS vẫn đang rất ổn anh em nhé. Thì mình sẽ vào nâng cấp vũ khí này. Mình sẽ có một cây vũ khí SSR nâng cấp lên level 30. Trong trò này khi mà mình nâng cấp vũ khí ấy, thì nó lên cả máu các thứ anh em ạ. Đây, mình sẽ sâu qua cho kỹ năng của nó này. Đây, khi mình combo thì FPS vẫn được 5x này anh em này. Khi mà combo thì FPS sẽ còn 40, 4x thôi. Nói chung là cũng tùy anh em ạ, lúc thì nó còn 4x, lúc thì nó lại tăng lên. Được 4x anh em này. Với cái trò này ấy, thì thực ra như thế này là mình thấy là cũng được anh em ạ. Mình đã test trên một số con, ví dụ con K40 hay con GT nhá. Ôi vừa xong FPS của 19 này. Ok, thế là mình đã chơi được 15 phút với cái trò Tower Fantasy rồi anh em nhé. Thì mình sẽ kết thúc ở đây và sẽ đến với Genshin Impact. Sau 15 phút chơi Tower Fantasy thì lượng pin còn lại là 54% anh em nhé. Và máy bây giờ vẫn rất là mát luôn. Với chiếc điện thoại này thì mình sẽ chọn cái cấu hình là cực thấp anh em nhé. Cực thấp này và 60fps anh em nhé. FPS vẫn có thể lên được 60-61 anh em nhé. Ồ, xuống 30fps anh em ơi. Ở đây mình sẽ đưa combo này. Rất là ổn luôn. Và nhiệt độ pin của máy hiện tại khi cắm sò thì vẫn là 36 độ C thôi anh em nhé. Rất là mát. Với đồ họa cực thấp thì nó cũng không làm khó được với chiếc điện thoại này đâu anh em ạ. Mình sẽ vào đây combo nhé. Vẫn được 5x này, 50 này, 49. Vừa xong thấp nhất là 49 thôi anh em ạ, với combo với tầm 7 con quái. Khá là ổn đấy chứ. Combo rất nhiều luôn anh em ạ, nhưng mà không tụt FPS. FPS vừa xong gần như là thẳng như một sợi chỉ luôn anh em nhá. Vừa xong thì mình đã chơi 5 phút với cấu hình cực thấp rồi. Thì bây giờ mình sẽ đẩy lên là mức thấp anh em nhé. 60fps này. Và hiệu ứng nằm ở chuyển động vẫn đang là đóng nhé. Khi mà để cấu hình thấp thì nó vẫn lên được 60-61 anh em nhé. Anh em có thể thấy vừa sang đây cái là drop khá nhiều này. 55-45 này. Lại lên 60 luôn. Và nhiệt độ pin vẫn đang là 35 độ C thôi anh em nhé. Mình sẽ sang combo đội này này. Ok, 3x là 39 anh em ạ. Nói chung là xuống 3x, 4x khá là nhiều. Không nhiều lắm. Chung mình combo khá là nhiều anh em ạ.
Đánh gà quá, mãi đánh bọn này khó. Ok, mãi mới thắng. Ok, anh em có thể thấy là FPS thì nói chung là nó sẽ dao động khá là nhiều. Hầu hết thì anh em sẽ được là tầm 4x FPS anh em ạ. Còn khi mà nó còn tầm hai con quái thì hầu hết sẽ là 5x FPS anh em nhé. Ok, thì mình đã chơi được Genshin Impact 10 phút với cái cấu hình là thấp rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đẩy lên trung bình một chút. Mình sẽ chơi một chút thôi, bởi vì mình biết là con máy này nếu mà chơi trung bình thì sẽ khá là giật lag. Chung toàn 4x anh em ạ, 4x và 3x ấy. Chúng ta khi mà để trung bình sẽ trong combo sẽ không thể lên được 5x anh em nhé. Và máy thì cầm cảm giác là cũng ấm ấm lên nhưng mà không khó chịu nhá. Ok, mình sẽ dừng trò Genshin Impact ở đây anh em nhá. Cái thời gian này thì đôi khi mà mình chơi mình quên bấm giờ ấy, nên là nó đã hơn một tiếng rồi đấy. Sau khi mà mình chơi một tiếng và có cả cắm cái cáp để đo FPS ấy, thì lượng pin còn lại là 49% anh em nhá. Quá là tiết kiệm luôn nhỉ. Nhiệt độ mặt trước thì chỉ rơi vào 33,3 độ C thôi anh em ạ. Nhiệt độ khung viền thì chúng ta sẽ có là 31,6, 31,7 độ. Còn đây là nhiệt độ mặt sau thì nhiệt độ cũng chỉ rơi vào cao nhất là 33 độ C thôi anh em ạ. Với PUBG Mobile thì FPS trung bình rơi vào được là 59,3 FPS anh em ạ. Anh em có thể thấy là cái đường biểu đồ với đồ họa mượt 60 FPS, khử răng cơ 2x và nhiều màu là gần như một sợi chỉ luôn đúng không? Chúng ta sẽ có trong 12 phút đo thì cái FPS thấp nhất chỉ rơi vào 52 FPS thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với FPS của trò Tower of Fantasy. FPS trung bình được 52,2 FPS anh em nhá. Chơi khá là ngon. Lúc đầu thì mình có đi làm nhiệm vụ thì có thể là nó sẽ FPS nó sẽ khá là ngon anh em nhá. Còn khi mà sau đấy mình farm quái lúc cuối thì FPS nó sụt giảm cũng khá là nhiều đấy. Anh em sẽ có cái FPS thấp nhất là 25 FPS anh em ạ. Trải nghiệm khá là mượt mà. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với FPS của trò Genshin Impact anh em nhá. Thì với cái mức đồ họa là cực thấp 60 FPS thì FPS rơi lên đến là 58,3 FPS anh em ạ. Anh em có thể thấy này, hầu hết là mình sẽ được là 60 và 59. Tuy nhiên là cũng một số chỗ nó drop xuống. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là drop xuống là 37 FPS. Còn đây là FPS với đồ họa là thấp 60 FPS anh em nhá. FPS trung bình sẽ được là 53,1, gập ghềnh rất là nhiều. Nhưng mà mình chơi như thế này với cái con máy này thì mình thấy ok nhá. Nhiệt độ của nó cho ra rất là vừa phải luôn. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cấu hình là trung bình 60 FPS thì FPS sẽ được là 48,9. Anh em có thể thấy là hầu hết nó sẽ là 4x này. 4x thôi anh em nhá, hầu hết là 4x. Ở đây là sẽ là 39 này, 38 này, 36. Ok. Khi có 3 xong thì vẫn có thể lên được 59-60 bình thường. Nhiệt độ lúc này thì nó cũng rất là mát. Mình có thể là khi mà anh em không gắn quạt tản nhiệt thì cái kết quả này nó sẽ không được như thế này anh em nhá. Ok, sau khi mà mình đã chơi game 4 tựa game trên chiếc máy Realme Q3S này thì mình thấy là với cái mức giá bỏ ra là tầm 4,9 triệu với phiên bản là 8 128GB thì chiếc điện thoại này chiến game quá là đã với con chip là Qualcomm Snapdragon 778G anh em nhá. Hiện tại chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại tốt nhất trong tầm giá, cả chính hãng cả sách tay. Trong trường hợp hữu thì nó chỉ thua về hiệu năng so với những cái con máy flagship cũ thôi anh em nhá. Nhưng mà không thua kém nhiều đâu. Anh em thấy hiệu năng Realme Q3S như thế nào? Đừng quên bình luận phía dưới video nhá. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên like, đăng ký kênh cũng như là bình luận để giúp mình phát triển nhiều nội dung hay ho hơn nữa anh em nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.